tên là Bích Ngọc, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang là sinh viên năm đầu của học viện VIPT và ngành của tôi học là quản lý nhà hàng khách sạn. Tôi chọn Perth bởi vì tôi nghe rất nhiều thông tin Perth từ bạn của tôi. Perth là một thành phố rất an toàn và lý tưởng cho những học sinh viên châu Á như chúng tôi. Perth là một thành phố có thời tiết rất là đẹp và những bãi biển dài rất phù hợp cho sinh viên châu Á. Và đây cũng là một nơi để chúng tôi trao dồi ngôn ngữ và kinh nghiệm phù hợp với lại để chúng tôi áp dụng cho nghề nghiệp chúng tôi sau này. Hiện tại tôi đang là một nhân viên phục vụ ở một nhà hàng Việt Nam ở Perth. Công việc này giúp tôi rất nhiều cho cuộc sống hiện tại ở Perth. Thứ nhất, tôi có thể trang trải cho cuộc sống của tôi hiện tại bây giờ. Thứ hai là tôi có thể lấy được kinh nghiệm để áp dụng cho cuộc sống sau này và công việc nhà hàng, quản lý nhà hàng khách sạn của tôi sau này. PLVT tạo cho tôi rất là nhiều điều kiện. Thứ nhất, lớp học khoảng chừng 20 tới 25 bạn thì đó là một cái số lượng rất thuận lợi cho bạn trao đổi thông tin với nhau, đặc biệt là bạn được sự trợ giúp rất là tận tình từ giảng viên. Thứ hai, đây là campus của PIBT rất là thuận lợi cho bạn di chuyển từ thành phố tới trường hoặc là từ trường đến những nơi gần đó.